đầy thử thách. Và chúng ta đã phần nào giải quyết được những thử thách đó nếu như bàn thắng của Huy Toàn được công nhận. Đường chuyền hỏng của đội bạn Mà Hồng Quân. Ngọc Thắng đang di chuyển. Đường chuyền cho đồng đội Công Phượng. Penalty! Công Phượng đã bị phạm lỗi và quả penalty dành cho U23 Việt Nam. Các bạn hãy theo dõi lại Quân. Hãy cùng theo dõi. Công Phượng quái bao nhiêu thì hậu vệ đội bạn lại có phần non nớt bấy nhiêu. Mang Hồng Quân. Và cơ hội đầu tiên cho chúng ta, Mang Hồng Quân. Vào! 1-0 cho U23 Việt Nam. Nhìn cái cách mà Hồng Quân đánh bại Abubakar thì đã hiểu vì sao người thực hiện cú đá quan trọng vừa rồi không phải là Công Phượng, không phải là Quế Ngọc Hải. Kinh nghiệm và sự lạnh lùng đã được số 17 của U23 Việt Nam dồn tất cả vào pha bóng vừa rồi. Một hành động chắc chắn là mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Chiếc áo số 13 của Tấn Tài đã được giương lên. Còn đây là khoảnh khắc lạnh lùng của Mạc Hồng Quân. Cú đá vào tâm khung thành. Những cú đá như vậy đã nói lên tất cả. Chúng ta phải chịu rất nhiều áp lực. Một trận đấu nóng lên ngay.